Du khách bức xúc khi du lịch bị gián đoạn do cuộc đình công ở Pháp. Các cuộc công nhân đường sắt đã đình công hôm thứ Tư ngày 6 tháng 7 tại Pháp, nơi đang đối mặt với tình hình xã hội sôi sụp khi tiền lương của hầu hết người dân bị sức nẻ do lạm phát cao kỷ lục. Cuộc đình công xảy ra vào ngày trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Ba trong bốn công đoàn chính của SNCF nhà điều hành đường sắt, nhà nước của Pháp đang tham gia vào hành động gây gián đoạn giao thông trên toàn nước Pháp với trung bình khoảng 30% số chuyến tàu bị hủy trên các tuyến chính. Anh ta thật sự không biết gì về cuộc đình công, anh tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, anh và mọi người đã lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ và điều đó cũng phải được tôn trọng. Riza Tasigina, một du khách Mỹ có chuyến tàu bị hủy, nói với Reuters. Trong một tuyên bố chung, các công đoàn yêu cầu tăng lương để bắt kịp mức lương dựa trên lạm phát và đánh giá lại khoản tiền thưởng và phúc lợi. Cuộc đình công này trong lĩnh vực đường sắt diễn ra sau những động thái tương tự trong lĩnh vực năng lượng và du lịch hàng không do môi trường xã hội không mấy dễ chịu. Nó đang ảnh hưởng đến Tổng thống Pháp Macron chỉ sau 3 tháng ông tái đắc cử. Lạm phát của Pháp tiếp tục tăng so với tháng trước lên mức cao kỷ lục 6,5% do giá lưu thực và năng lượng tăng mạnh do gián đoạn của Nga gây chiến với Ukraine.